Dạ em chào chị. Hôm nay là em thi tốt nghiệp hả? Dạ. Em học mấy tháng rồi mà được thi? Dạ em học được gần 6 tháng rồi chị. 6 tháng là em học những nghề gì? Dạ em học bếp, pha chế và làm bánh chị. Em tới với nghề ẩm thực mình á là qua mình học theo cái diện gì vậy em? Dạ em học học viên của bảo hiểm thất nghiệp chị. Vậy hả? Dạ. Vậy khi mà em tham gia khóa học rồi thì em cảm nhận về chương trình học cũng như giáo viên của trung tâm như thế nào ạ? Học hết khóa thì nói chung là lúc đầu em học theo bảo hiểm thất nghiệp thôi, chứ em không có định hướng được cái công việc tương lai là gì. Nhưng mà học xong cái khóa này em được học hỏi rất nhiều. Lúc đầu bước vô thì em rất là bỡ ngỡ, chưa biết gì hết. Nhưng mà học xong 6 tháng thì nói chung em cũng tự tin được một tí cho cái nghề tương lai của em. Và em cũng biết được rất nhiều các anh, các chị, các bạn. Tuy là không quen nhau, đều là người xa lạ, nhưng mà khi mà mình vô đây thì ai cũng như là người nhà của nhau, giúp đỡ nhau từng tí một ạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Vậy thì tham gia khóa học thế này á, em được học những cái công thức cũng như là những cái phương pháp nấu ăn hoặc là pha chế, vậy thì em suy nghĩ gì về các cái cách dạy của giáo viên? Dạ, đối với em thì theo em thấy là giáo viên ở đây rất là vui vẻ, tận tình và tận tâm. Các thầy như các cô ai cũng quý mến học viên và tận tình từng chút. Những cái gì mà không biết hoặc là không hiểu, các thầy các cô rất là tận tình, lại chỉ từng chút một. Pha chế cũng vậy, các thầy cũng chỉ tận tâm lắm chị. Rồi nói chung là cái gì không hiểu là alo, các thầy vẫn dạy, vẫn chỉ công thức, không có giấu giếm cái gì ạ. Hôm nay đến với cuộc thi là em thi món gì vậy? Dạ, hôm nay đến với cuộc thi là em thi món gà nấu siêu ăn với bánh mì và gỏi rau câu tôm thịt ăn với bánh mồng tôm ạ. Không biết là giáo viên đánh giá về phần thi của em như thế nào ha? Dạ, thầy đánh giá phần thi của em rất là ok ạ. Chúc mừng em. Dạ. Vậy thì sau khóa thi này em có dự định gì cho tương lai của mình không? Dạ, học xong khóa thi này thì em cũng dự tính là kiếm một cái gì buôn bán nhỏ để kinh doanh nho nhỏ để kiếm nguồn thu nhập ổn định ạ. Chị sau phần thi này thì chị cũng chúc em thành công và đạt được nhiều mong đợi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp ha. Dạ. Một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, dạ em cảm ơn chị, cũng giống như cảm ơn Rosa đã tạo điều kiện thật tốt để cho chúng em được học hỏi và có kinh nghiệm hơn nhiều. Chào em, chúc mừng em thành phần thi của mình ha. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay em thi món gì? Dạ em thi là cá sốt chua ngọt với lại cơm hấp lá sen. Nếu mà tự mình đánh giá thì em có thể cho bài thi của mình được mấy điểm? Là khoảng được 8 điểm. Ok, vậy là giỏi quá rồi ha. Không biết là giáo viên đánh giá phần thi của mình như thế nào? Dạ đánh giá thì phần thi nói đề co đẹp với lại nó cũng ok. Em làm theo công thức của thầy hay là mình có thể mình chế biến theo cái phong cách của mình vậy? Dạ làm theo công thức của thầy, rồi còn đề co hay gì mình đề co theo của mình. Món này có dễ làm không em? Dạ nói chung là mình học mình sẽ dễ làm thôi. Mình học theo là học nghề này là theo diện gì ạ? Em theo diện bộ đội xuất ngũ. À vậy là mình là bộ đội xuất ngũ. Dạ. Em học được bao lâu rồi? Dạ em học được tháng này tháng thứ ba rồi. À vậy hả, khóa học của mình là 3 tháng đúng không? Dạ. Vậy thì sau khóa học này em có dự định gì cho tương lai của mình không? Em dự định sẽ thử sức với cái nghề này. À vậy hả? Vậy thì cũng chúc cho phần thi của em ngày hôm nay là đạt điểm cao ha. Dạ. Và cũng như là cái dự định thử sức của em là được thành công. Dạ. Ha? Cảm ơn chị. Một lần nữa rất là cảm ơn em. Dạ. Chào em. Vâng, em chào chị. Chúc em thi thành công và nhiều may mắn. Vâng, em cảm ơn chị. Hôm nay em tới với cuộc thi của mình là em tham gia thi món gì em? Dạ, hôm nay em có được việc bốc thăm là món của em. Món em thi là món phi lê cá chém sốt kiểu Thái
và cơm chiên hải sản màu ngọc bích. Sau phần thi của mình thì giáo viên đánh giá về cái món thi của em như thế nào ạ? Vâng, thì thật ra thì cái món của em thì các công đoạn của nó cũng nhiều, cho nên các cái khâu chuẩn bị và cái thời điểm mà nộp bài nó cũng, nói chung là nó cũng gần về cuối, thầy thì có vẻ cũng là có lẽ cũng mệt rồi, cho nên thành thử đó là thầy cũng tương đối là hài lòng. Vậy thì nếu mà cho mình tự đánh giá cái bài thi của mình thì em cho em chính bản thân em được mấy điểm? Nếu mà theo cảm nhận của em thì có lẽ là khoảng từ 7-8 điểm. Vậy là ok rồi, chúc mừng em. Không biết là em tới với chương trình của mình, với khóa học này mình theo học theo diện chính sách gì ạ? Dạ, em theo diện chính sách là bên bảo hiểm thất nghiệp. Khi mà tham gia khóa học này em cảm nhận được về cái chương trình học, khóa học của mình có mang nhiều lợi ích tới cho mình không? Vâng, thì thật ra chuyên môn của em là trước giờ là thuộc về bên kỹ thuật. Em đam mê cái môn ẩm thực này cũng lâu rồi, nên thành thật là cái nghề này, nó cái môn nó rất là phù hợp với em. Và khi mà trong những môi trường khác em có tìm hiểu, nhưng mà riêng với bên dạy nghề, bên trung tâm dạy nghề Rosa thì các đào tạo cũng như là cái lượng kiến thức mà em được học, hoặc là trình độ về kiến thức truyền đạt của giáo viên, về kiến thức truyền đạt của giáo viên cũng như là các giảng viên thì thật sự là rất là tuyệt vời. Vậy thì chị cho chị hỏi là sau cái khóa học này em có cái dự định gì cho cái nghề nghiệp của mình không? Vâng, thực ra thì dự định và nghề nghiệp thì em cũng có sẵn, nhưng mà dự định thì thật ra em cũng có rất nhiều dự định, nhưng mà nếu mà liên quan đến ẩm thực thì trong tương lai chắc chắn là có. Chúc mừng em ha, hy vọng rằng là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Vậy em có những cái lời gì muốn nhắn nhủ tới những cái bạn mà còn đang do dự với cái nghề nghiệp chọn nghề không á, để em có cái gì để nhắn nhủ với các bạn không? Vâng, thật ra thì theo cá nhân bản theo nhận định cá nhân của em thì em thấy thật ra thì nghề ngoài xã hội rất là nhiều, và theo thời điểm hiện tại bây giờ thì như cá nhân của em thì em chuyên về bên điện tử, tin học, cơ khí, thì những cái mảng đó em đã đều đi qua rồi. Nhưng mà riêng về bên ẩm thực chẳng hạn, như một cái cơ bản như thế này, ví dụ như là trong cái mùa dịch này thì cái vấn đề ẩm thực nó rất là quan trọng. Người ta có thể là không đi ra ngoài đường, người ta không liên quan đến cái vấn đề thời trang nhiều, có nghĩa là vấn đề may mặc người ta không liên quan, nhưng ăn uống thì lúc nào cũng cần thiết. Cho nên chính vì vậy mà cái nghề ẩm thực thì em nghĩ không bao giờ mà nó là thụt hậu so với những nghề khác. Thì em cũng muốn nhắn nhủ gì tới các bạn không? À, thì theo riêng em thì là em nghĩ là nếu như chọn trong tất cả các nghề mà theo xu hướng thời đại thì có lẽ ẩm thực là cái mà các nghề mà luôn luôn kiếm được việc làm. Chị cũng đồng ý với cái suy nghĩ của em, chị cũng có chung cái suy nghĩ đó. Vậy thì sau khóa học này thì chị chúc em được là gặp thành công nhiều trong cuộc sống cũng như là trong cái định hướng nghề nghiệp của mình ha. Và khi mà đã học xong khóa học rồi mà có những cái mà cần phải hỗ trợ, cần tới hỗ trợ gì mà trong cái ngành nghề của mình mà cần tới sự giúp đỡ của bên dạy nghề Rosa thì bên dạy nghề Rosa sẽ hết mình hỗ trợ các bạn ha. Có gì thì mình cứ nhấc máy alo ha. Em cảm ơn chị. Thật ra thì cái này thì là em cũng thấy rất là rõ ở trên các cái trang thông tin của bên mình, thì hầu hết là thường xuyên là trong cái quá trình học hoặc là học xong là luôn luôn là có những cái thông báo là tuyển người hoặc là hỗ trợ về bên kỹ thuật hay là những cái gì đó mà liên quan đến cái vấn đề môn học của mình, em thấy rất là rõ. Rồi, cảm ơn em một lần nữa, chúc em thành công trong cuộc sống. Cảm ơn em nhiều ha. Cảm ơn chị.